Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái giảm MMFI ngày mùng 10 tháng 9. Ở đây thì em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương với vị trí của các con vật như thế này. Các anh chị nhìn xem cái con vật của các anh chị nó là cái hình nào và tương ứng với vị trí nào thì các anh chị click cho nó chính xác nhé. Ở đây cái con vật của em là cái hình này các anh chị, và cái mã bí mật của cái giảm MMFI ngày mùng 10 tháng 9 đó là 4242, tức là các anh chị click ở vị trí số 4 nhá. Sau đó các anh chị về vị trí số 2, tiếp đến các anh chị click lại ở vị trí số 4, các anh chị quay về lại ở vị trí số 2 thêm một lần nữa, 4242 nhá. Rồi bây giờ thêm sẽ vào cái ứng dụng Telegram để test thử xem nó có ok hay là không. Rồi mã bí mật của cái giảm MMFI ngày mùng 10 tháng 9 đó là 4242. Rồi bây giờ thì em sẽ test thử nhá. 4242. Rồi các anh chị đợi xem nó có ok hay là không. 4242. Rồi như thế là mã ok nhá. Các anh chị nhấn vào continue play in này. Các anh chị claim box về và các anh chị bật box lên nhá. Cái ứng dụng này hiện tại thì nó hơi lag một chút xíu đấy các anh chị, nên đôi lúc các anh chị giải mã thì các anh chị đợi một chút xíu nhá. Rồi như thế là em đã chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái giảm MMFI ngày mùng 10 tháng 9 rồi nhá. Mã của ngày hôm nay đó là 4242. Rồi em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.